Sông Tiền xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Hôm nay ngày 9 tháng 2 năm 2013, nhằm ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán tại Việt Nam, cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Fort Smith và các vùng phụ cận tiểu bang Arkansas tổ chức một lễ hội Tết truyền thống Xuân Quý Tỵ. Kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi buổi phóng sự ngắn của chúng tôi. Chương trình mừng Xuân Quý Tỵ khai mạc vào lúc 2 giờ 30 bên trong hội trường thể thao University of Arkansas tại thành phố Fort Smith. Với rất nhiều quan khách Mỹ Việt tham dự, nghi thức rước quốc quân kỳ và chào cờ Mỹ Việt do các chú bác trong hội cựu tù chính trị đảm trách, phúc mặc niệm và nghi lễ dân hương trước bàn thờ tổ quốc do các bô lão trong hội cao niên với trang phục truyền thống, áo dài, khăn đóng diễn ra trang nghiêm và trọng thể với ba hồi thiên trống. Không khí đón xuân rộn rã với đồng lân của chùa Phổ Minh biểu diễn ngay giữa hội trường. Quan khách thì những em nhỏ phấn khích với những bao lì xì lấy hơn đầu năm với con lân bản địa. Chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Fort Smith, tiểu bang Arkansas, ông Phạm Thế Vinh với lời chúc mừng năm mới và tri ân các quan khách tham dự ngày lễ hội. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo, quý vị chủ nhân các dịch vụ thương mại, các hội đoàn đã tích cực hỗ trợ và đồng tâm hiệp lực với ban tổ chức hoàn thành tốt đẹp ngày họp mặt Xuân Quý Tỵ của cộng đồng người Việt hôm nay. Xin thành thật cảm ơn và kính chúc tất cả quý vị một mùa xuân mới bình an thịnh vượng. Trong số các vị khách diễn giả ngày hôm nay, chúng tôi thấy có sự hiện diện của ông thị trưởng thành phố Fort Smith, ông Sandy Sanders, nghị viên thành phố, ông Ray Gosek, viện trưởng trường đại học U of A Fort Smith, ông Paul Barron, và đặc biệt là bà giáo Claire Flynn, người phụ trách thư viện và là giáo viên Anh ngữ đầu tiên tại trại tị nạn Fort Chaffee. Kính chào tất cả quý bà, chị em và tất cả quý quan khách. Tôi rất là vui mừng và nhìn thấy trong hội trường này tất cả nhiều thành phần ở Fort Smith chúng ta tụ họp ở nơi đây để vui với nhau những ngày giây phút đầu năm là những giây phút thiêng liêng nhất. Xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả quý bạn, chị em và quý đoàn khách đã đến cùng chung vui trong cái niềm vui đầu năm. Và tôi ước mong tất cả mọi người đều được bình an, hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe trong năm mới. Wishing them a happy new year, wishing you a happy new year. And it's a privilege for us to be here to participate in the program and to attend the program. And in this coming year, we wish you much blessing from God. And I wish you the very beautiful passage of blessing in Psalm 1. God bless you. Trước khi năm mới thành kính kính chúc các nhân hào nghệ sĩ, các vị lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo một năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Bên cạnh việc duy trì truyền thống văn hóa Tết cổ truyền dân tộc, cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Fort Smith cũng đặc biệt quan tâm, khen thưởng và vinh danh các học sinh Mỹ gốc Việt thành tích xuất sắc để khơi dậy truyền thống học giỏi và làm rạng danh tuổi trẻ Việt Nam nơi xứ người. Một số cá nhân có những thành tích đóng góp tích cực cho cộng đồng cũng được tuyên dương trong dịp này. Các em nhỏ hào hứng với phần chúc Tết và lì xì đầu năm với các bô lão trong hội cao niên. Áo dài là trang phục truyền thống độc đáo của người Việt Nam. Cuộc rút thăm áo dài may mắn cũng nằm trong kỳ vọng bảo tồn trang phục truyền thống này. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đang nói đau đời xanh. Ai đồng quan, bóng chiến xa, một ngàn năm, giả phương nắng, quê mình rồi sẽ ra sao? Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con giọng hiền. Đừng thở ớt, đừng nặng thở, chỉ con tim cùng bước tới. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi buổi phóng sự ngắn của chúng tôi từ thành phố Fort Smith. Sông Tiền kính chúc quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN một năm mới an khang, hạnh phúc, tài lộc và thắng lợi.